Hello, là chào mừng các bạn đến với trang web vẽ không có chấm cơm. Là trước khi vào một video mới thì mình cũng muốn giới thiệu sơ về cái trang web vẽ không khó các bạn ha. Vẽ không khó chấm cơm là vẽ không khó chấm cơm là một trang web video đầu tiên ở Việt Nam các bạn ha, chuyên hướng dẫn vẽ những bài tập cơ bản tới nâng cao ha, về hội họa, về mỹ thuật. Thì trong đây có nhiều cái video ha, nhiều cái series 14 video căn bản ha, nâng cao, series phần mềm ha, chỉnh vật, đầu tượng ha, tổng hợp hình khối, nhiều lắm các bạn. Đây, trong trang web mình cũng có shop họa cụ ha, để cung cấp những họa cụ cần thiết ha. Đó, trong đây có chia sẻ nhiều video, nhiều cái hướng dẫn cụ thể. Thì sau khi các bạn xem xong rồi thì mình có một cái lời ngỏ. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích á, hay nha, và hữu ích là các bạn nên bấm chia sẻ vì cộng đồng. Vì cái tâm ý của tôi là muốn giúp đỡ cho các em ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp xúc ha, không có điều kiện đến lớp vẽ, mà các bạn đặc biệt là có năng khiếu, để giúp cho các bạn đó là có điều kiện hơn đó. Thì xem xong thì các bạn bấm ha, đó thì bên dưới video là có cái nút chia sẻ các bạn ha. Đây mình bấm thử vào cho các bạn xem đó, cái nút chia sẻ nằm ở đây các bạn ha, bấm chia sẻ. Đó, thì biết đâu những video của bạn sẽ giúp cho rất nhiều em ha, đó có hoàn cảnh khó khăn. Rồi thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ vào một phần mới nha các bạn ha, một video mới. Rồi Ok, bây giờ mình đến với phần tóc thẳng. Thì mình sẽ kết hợp tóc đuôi ngựa với tóc thẳng. Đây, mình vẽ to to lên chứ. Mấy gì bạn dễ quan sát. Đây. Mình đối với mà tóc đuôi ngựa thì mình vẽ mặt nghiêng á, thì mình cho mấy bạn dễ quan sát hơn. Đây. Thì cái chùm tóc của mình nó sẽ nằm ở ngoài như thế này. Đó. Thường thì tóc mình thấy nó sẽ như vậy phải không? Đó. Nhìn nó rất là chán. Và vẽ anime thì mình không có cần phải tinh lực tinh thủ theo cái trọng lực trái đất như vậy đâu, nên mình sẽ vẽ cái đuôi nó khác. Mình sẽ vẽ phần này nhỏ nha, nhưng mà phần này thì mình vẽ gì, phần cuối đuôi thì mình vẽ phồng lên chút xíu đó. Và trong cái tết tóc là mình phải chia tóc ra thành nhiều phần, giống như là nó xòe ra vậy đó. Ê, tóc mình nó hơi thẳng rồi, hơi cong rồi, mình đang là tóc thẳng mà đó, tóc nó sẽ xòe ra như thế này. Ở chỗ nối tóc thì nó phần gáy nè, nó phồng lên. Đây, cái chỗ này là cái đường chân tóc ở chỗ mái, mình sẽ không đụng vô nó. Thì mình chỉ cần nối phần tóc này với chỗ nối tóc thôi. Chỗ này là mấy bạn có thể để mái hoặc là không để mái nha. Ở đây thì mình sẽ không vẽ máy để cho mấy bạn họ dễ hình hình dung hơn. Vẽ máy thì nó che mất tiêu chân tóc rồi. Đó. Rồi bên đây mình cũng sẽ vẽ một nhân vật khác nữa. Phần này thì mình sẽ vẽ mặt nghiêng qua gấp 3 phần tư nha. Để mình thấy cái đuôi phía sau. Tóc dài thì thẳng á, thì nó
cũng có nhiều kiểu lắm, thắt bính cũng được. Đây là cái phần chân của tóc mái cổ. Ok, bây giờ mình đến với phần tóc thẳng. Thì mình sẽ kết hợp tóc đuôi ngựa với tóc thẳng. Rồi mình vẽ to to lên chứ, mấy gì bạn dễ quan sát. Đây, mình đối với mà tóc đuôi ngựa thì mình vẽ mặt nghiêng á, thì mình cho mấy bạn dễ quan sát hơn. Đây, thì cái chùm tóc của mình nó sẽ nằm ở phía ngoài như thế này. Đó. Thường thì tóc mình thấy nó sẽ như vậy phải không? Đó. Nhìn nó rất là chán. Và vẽ anime thì mình không có cần phải tinh thủ theo cái trọng lực trái đất như vậy đâu. Nên mình sẽ vẽ cái đuôi nó khác. Mình sẽ vẽ phần này nhỏ nha. Nhưng mà phần này thì mình vẽ gì? Phần cuối đuôi thì mình vẽ phồng lên chút xíu. Đó. Và trong cái tép tóc này là mình phải chia tóc ra thành nhiều phần, như là nó xòe ra vậy đó. Ê, tóc mình nó hơi thẳng rồi, hơi cong rồi. Mình đang là tóc thẳng mà. Đó. Tóc nó sẽ xòe ra như thế này. Ở chỗ nối tóc thì nó phần gáy nè, nó phồng lên. Đó. Đây, cái chỗ này là cái đường chân tóc ở chỗ mái, mình sẽ không đụng vô nó. Đây mình chỉ cần nối phần tóc này với chỗ nối tóc thôi. Chỗ này là mấy bạn có thể để mái hoặc là không để mái nha. Ở đây thì mình sẽ không vẽ mái để cho mấy bạn họ dễ hình dung hơn. Vẽ mái thì nó che mất tiêu chân tóc rồi. Đó. Rồi bên đây mình cũng sẽ vẽ một nhân vật khác nữa. Phần này thì mình sẽ vẽ mặt nghiêng qua gấp 3 phần 4 nha. Để mình thấy cái đuôi phía sau. Tóc dài thì thẳng á, thì nó cũng có nhiều kiểu lắm, thắt bính cũng được. Đây là cái phần chân của tóc mái cổ, phần phía trên này thôi. Phía dưới này thì mình xõa ra đi, nó cũng tương tự như cái tóc đầu chùm hồi nãy ban nãy vậy đó, nhưng mà tóc xoăn, còn là tóc thẳng. Nhưng mà kiểu này thì mình vẽ chỉ một bên thấp thôi, nên là nó thấy một phần như thế này. Đó. Này để cho phần khác biệt, mình sẽ để tóc mái mà hơi hơi thôi. Đó. Đó. Mình dễ mắt cho nhân vật luôn đi, để mới nhìn, để không thì nhìn hơi kỳ quá. Bên này ở phần đuôi tóc này nè, là nó sẽ có một phần tóc rớt rớt xuống gì nha, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn.
bên đây mình cũng sẽ cho 2-3 cọng tóc, tóc rớt xuống đấy. Ok, bây giờ mình sẽ line hai nhân vật này, mình gom lên chút xíu. À, xin lỗi. Bây giờ mình sẽ line nhân vật dòng sát vô để line nhìn rõ hơn. Chỗ này thì mình dĩ bắt mũi của nhân vật trước đi. Đấy. Mặt phần mặt nghiêng này thì mình sẽ vẽ mắt mũi miệng trước để mình xác định cái chân tóc. Đây mình sẽ vẽ cái giao giữa tóc đuôi ngựa với cái phần tóc đó nha. Lúc bắt đầu mấy bạn đi á, mấy bạn đi chậm chậm thôi đó. Mình sẽ đi cái phần ngoài trước. Lúc bắt đầu mấy bạn đi á, mấy bạn đi chậm chậm thôi đó. Mình sẽ đi cái phần ngoài trước rồi mình sẽ tiến vào phía trong. Đây. Đấy. Mình sẽ lên trên tiếp. Sau đó mình sẽ vẽ phần chân tóc, là những cọng tóc xăng xuống. Nhớ mình làm rõ khoảng cách cái này nha. Đó là mình đi nhẹ nhàng thôi. Và tóc á, mình buộc thì nó cũng phải xéo lên xéo xuống, nhìn nó mới tự nhiên nha mấy bạn. Đó, mình vẽ cơ bản như thế này. Bên đây cũng vậy. Mình cũng sẽ vẽ cơ bản tóc trước. Đây mấy cái phần cơ bản chứ. Cẩn thận nha, chỗ này là chỗ giao nhau kiểu tóc mái, tóc xõa với lại bị cuộn tóc lại với nhau á. Ok, bây giờ mình sẽ do like chi tiết từng khuôn mặt nhé. Tại mình hồi đó mình có thói quen là mỗi lần mình vẽ là mình ít khi nói chuyện lắm, mình chỉ tập trung vô vẽ thôi. Bây giờ mình hướng dẫn video thì mình phải suy nghĩ cho mình nói gì đó liên tục. Mình nên là cái tóc mái, tóc xõa với lại bị cuộn tóc lại với nhau á. Ok, bây giờ mình sẽ do like chi tiết từng khuôn mặt nhé. Tại mình hồi đó mình có thói quen là mỗi lần mình vẽ là mình ít khi nói chuyện lắm,
mình chỉ tập trung vô vẽ thôi. Bây giờ mình hướng dẫn video thì mình phải suy nghĩ, mình nói gì đó liên tục. Nên là nhiều khi mình đang vẽ cái đó mình vẫn chưa quen lắm, nên nhiều khi mình đang vẽ cái mình không có nói gì hết. Hy vọng là mấy bạn sẽ bỏ qua đi để tạo động lực cho mình tiếp tục những cái video sau nha. Cái chỗ chân tóc này là mấy bạn tỉa kiểu như càng tự nhiên á thì tóc của mình nó sẽ càng đẹp. Đây, chỗ này mình muốn đánh tóc rộng ra. Mấy cái chỗ mà nếp tóc á nó gấp lại với nhau á, nó sẽ tạo ra những cái khoảng tối cho tóc. Mình sẽ vẽ những cái nét tóc tỏ ra nhẹ tay thôi, giống như mấy cái nét mình bình thường là mình sẽ đánh ra như vậy nè, để cho nhiều khi cái đầu bút của nó to quá nên mình sẽ không tạo nét mảnh, nên là mình sẽ nhắm từ đây quẹt ra, sau đó mình lấy nét như thế này. Còn nào mà mình lỡ cái nét nó bị lệch quá mình sẽ tô nó đen luôn, như là nó sẽ tạo thành cái phần tối của tóc á, là một cái mẹo của mình. Phần tóc này cũng tương tự như vậy. Mình đã có những nếp tóc chính rồi, bây giờ mình chỉ cần thêm nếp hoặc xả ra thôi, hay còn gọi là bung lụa. Mình tiếp tục tô mấy cái khoảng tối của tóc. Đây, bên này là khoảng tối của tóc nha. Tiếp tục mình sẽ thả nét. Mình sau khi mình đi được mấy cái khoảng tối của tóc rồi đó, rồi bây giờ công việc của mình chỉ là thả nét nữa thôi. Trên này mình chưa có đi tối cho tóc. Mình đã có những nếp tóc chính rồi, bây giờ mình chỉ cần thêm nếp hoặc xả ra thôi, hay còn gọi là bung lụa. Không biết là có mình nói như thế hay là các bạn đều nói như thế ta, chắc có mình nên mình quá. Mình sẽ vẽ một số tóc lưa thưa ra.
như buộc tóc mà bị rớt á. Bên đây cũng vậy. Chỗ này là mình tả càng kỹ á, càng tốt á thì nó sẽ thể hiện rõ là tóc nó xếp xoăn lại nhau hơn nè, tạo thành cái nếp hơn. Mình vẽ mình lưu ý cái đường mà mình tạo trước nha, sau đó mình chỉ cần dựa vô nó mình đi tóc là đủ rồi, là tóc của mình nó sẽ tự nhiên rồi. Tại phần chủ yếu hôm nay là tóc thôi nên mắt mình vẽ đơn giản chứ mình không có vẽ cho kỹ như lần trước, nên mình chỉ cần bóng mắt với phần tròng đen thôi. Sẽ vậy để cho nhân vật này nó có sự khác biệt hơn cái nhưng mà tóc xoăn lúc nãy, thì mình quyết định để tóc cái chị này màu đen luôn. Khi mình phải biến tấu tóc để nhìn tóc mình nó đa dạng hơn. Mình nên dùng từ mới mẻ chứ ta, đúng rồi, để cho nó mới mẻ hơn. Mình nên búng tóc ra theo kiểu tự nhiên nha, cứ xõa nét đi. Tóc mà mình vẽ mà khuôn khổ quá thì đâm ra nó không được đẹp nữa, không tự nhiên, nhìn không có giống tóc thiệt. Mặc dù mình đang vẽ anime nhưng mà mình cũng nên vẽ nó logic một chút xíu, tại càng buông tóc ra mình thấy nó càng đẹp hơn các bạn ơi. Cái chị tóc bên này cũng vậy. Sẽ đổi đầu bút để vẽ những cọng tóc con cũng như là tạo khó cho gương mặt nhân vật. Đây cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ zoom lại để mình ghi công thức nha. Lúc nãy mình không có ghi công thức cho mấy bạn. Đây, công thức của cái này sẽ là tóc thẳng, cộng với tóc đuôi gà. Còn bên đây là tóc cong,
mình nên búng tóc ra theo kiểu tự nhiên nha, cứ xõa nét đi. Tóc mà mình vẽ mà khuôn khổ quá thì đâm ra nó không được đẹp nữa, không tự nhiên, nhìn không có giống tóc thiệt. Mặc dù mình đang vẽ anime nhưng mà mình cũng nên vẽ nó logic một chút xíu, tại càng buông tóc ra mình thấy nó càng đẹp hơn các bạn ơi. Cái chỉ tóc bên này cũng vậy. Sẽ đổi đầu bút để vẽ những cọng tóc con, cũng như là tạo khó cho gương mặt nhân vật. Đây cũng vậy. Rồi bây giờ mình sẽ zoom lại để mình ghi công thức nha. Lúc nãy mình không có ghi công thức cho mấy bạn. Đây, công thức của cái này sẽ là tóc thẳng, cộng với tóc đuôi gà, còn bên đây là tóc cong cộng với tóc thẳng. Tóc, ủa, mình nói nhầm, tóc đoạn chùm. Đấy, bây giờ mình sẽ zoom kỹ lại. Đó, này thêm vài chi tiết nữa. Ok, vậy là mình đã hoàn thành video hướng dẫn vẽ tóc anime rồi. Nếu mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Vẽ Không Khó.com nha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.